và khu đường giữa là Seraphin. Và sau đó thì Brion quyết định là đem về Dr. Mundo. Khá là hy vọng vào con Akali trong tay của Lava, bởi vì ở trong giai đoạn đầu anh ta đã có những màn thể hiện vô cùng xuất sắc với khả năng quấy nhiễu đội hình của đối phương. Ở trong bản đấu này thì Zing của Taeyeon anh ta không có Lulu hỗ trợ với cái khổng lồ hóa mà là Seraphine của Sonka. Khi mà cái chỉ số lính của Hoya bây giờ đang không bị dẫn trước quá nhiều ở khu vực mạng trên, đường dưới sẽ là nơi mà anh tìm một gank quán tử chúng và ngay lập tức tấn công, nhưng Delight vừa rồi mất tốc biến khi sự xuất hiện đến từ Fiosic ở khu đường dưới. Nhưng bây giờ thì anh ti xuống, đây sẽ từ vùng 3v3 sát thương khá nhiều, nhưng Delight chưa vào đây bằng đối số. Đó là tình huống chiến công đầu dành cho Fiosic và anh ti đang muốn tiến lên với sự là bất bại, nhưng tôi nghĩ là anh ta nên bỏ thôi. Thậm chí là Hena chưa về nhà với lần tiếp theo để mua thêm cho mình những món đồ có thể gây thêm sát thương. Đứng trên là nơi mà Dragonic họ sẽ kiểm soát được khu vực hang sứ giả. Và đây là thời điểm mà Brion họ quyết định tấn công vào khu vực hang rồng. Không có tín hiệu tiến ra đến từ Dragonic, có vẻ như họ không mặn mà lắm với con rồng đầu tiên. Thậm chí rằng bản thân của Sonka mới đang là người tìm kiếm những cơ hội để có thể hạ gục đối phương. Giống như pha thi đấu vừa rồi khi chúng ta thấy là có một tình huống sử dụng Kuka lan tỏa tới từ Seraphine. Rất nhanh chóng thì đã bóc đi đến 3 lớp giáp trụ ở trên. Họ đang giống những gì mà Linh nói vậy, tối ưu hóa cái lợi thế mà con Zinix đang có được. Pha lao vào nhanh tới từ Fiosic, thậm chí sẽ sử dụng nộ long cước đá ngược Delight trở về. Sát thương vẫn chưa đủ nhưng pha sẽ chịu lùng kim sát thương rất nhiều, được trả ngược trở lại đến từ MT. Những Rekton của King Gen mới là người tràn vào tốt hơn, có luôn ánh trăng dẫn lối. Dẫn lối mà cục này nó thuộc về Hena. Tôi đồng ý với nhận định đấy, khi cái lượng trang bị được tăng tiến là khá nhanh tới từ Lava. Anh ta đã có hai mảnh của quyền trợ ác thần và điều tương tự nó cũng tới từ vị trí của MT. Họ đã có được hai rồng, mặc dù giai đoạn ban đầu thì Hena không có nhiều những cái sự tự tin lắm, nhưng ở khu vực đứng dưới này, King Gen bật thần cá sấu và đó là sát chiêu hào lần hai để dứt điểm đến từ Lava với sự hỗ trợ đến từ đồng đội của mình. Lượng sát thương dồn là đủ của Lava để anh ta có được điểm hạ gục đầu tiên trong ván đấu này và khiến cho con cá sấu trong tay của King Gen đang không có quá nhiều lợi thế. Nhưng có một cái vấn đề là như này, mặc dù các thành viên đội tuyển Vanex đang đánh khá là đúng với cái điều kiện thắng của mình khi liên tục đảo Zinix đi các đường để đẩy và đem về những nguồn kinh tế ổn định dành cho Taeyun, nhưng họ lại đang không kiểm soát được rồng và họ đang để hai con rồng rơi vào túi các thành viên đội tuyển Fnatic Brion. Đây là một ván đấu mà Taeyun anh ta đang phải lên khá là nhiều đồ nhá, ngoài vô cực kiếm để gia tăng lượng sát thương, anh ta cần phải lên cho mình cả nỏ thần Dominic để có thể gây được một sát thương ổn hơn vào Delight của Hoya phía bên kia, còn chưa kể là những món đồ kháng phép nữa. Bây giờ thì Brion họ là người kiểm soát được sứ giả và đó là một pha không cướp được sứ giả đến từ Fiosic. Upti là người làm tốt hơn và anh ta giúp cho Brion họ vẫn đang giữ được cái mạch rồng với ba rồng của mình. Tức là ở trong những cái phút giây tiếp theo, Brennick họ sẽ cần phải cực kỳ cẩn thận nếu như không muốn để cho đối phương có được linh hồn rồng đất, thì cái lượng sát thương đến từ dinh của Taeyun sẽ hơi khó khăn một chút để có thể gây ra lên người của Hoya hay là Delight ở phía bên kia. Akali của Lava đang đến từ ngang hồng. Brennick đang muốn tấn công vào khu vực hang Baron. Đây là nơi mà Brion họ đang chưa có quá nhiều tầm nhìn. Baron còn độ hơn 5.000 máu và Hoya sẽ tiến ra. Lượng mắt của họ sẽ có 3 con mắt tím được cắm xuống. Đó là cú án tử tốt đến từ vị trí của Jun. Nhưng Amti đang lao thẳng xuống, cú độ lóng cực đá được Amti ra và Baron dành cho các thành viên của Dragonic. Lava đang muốn lao vào nhanh tan. Dính cú đâm lồng đến từ vị trí của Jun và anh ta lên bảng đếm số, mạng dành cho King Gen. Hoya đang cố gắng hồi phục nhưng anh ta bị dính giật bắn làm chậm và bây giờ thì Fiusic với cú sóng âm của mình là trúng, nhưng đối phương tốc biến bỏ chạy, không còn tâm để kích hoạt cái vô ảnh cước lần hai. Và bên phía của Dragonic họ ăn được con Baron ở phút thứ 23 kèm với một điểm hạ gục của người chơi đứng giữa bên phía của Brion. Một quyết định được đưa ra rất nhanh và chuẩn xác đến từ bên phía của Dragonic. Hơi đáng tiếc dành cho họ bởi vì bản thân của Dr. Mundo sau khi kích hoạt suýt quá liều với cái khả năng hồi phục máu của mình không đem về thêm một điểm hạ gục nữa, mặc dù Taeyun đã bắn cháy cả máy. Bởi vì nếu như anh ta có thể hạ gục thêm được Hoya nữa, anh ta sẽ được kích thêm tốc độ di chuyển cũng như tốc độ bắn đến từ nội tại hưng phấn và có thể là các thành viên đội tuyển Fnatic Brion sẽ mất nhiều hơn thế. Nhưng ngay lập tức thì Vanek thực hiện những pha di chuyển thông minh và đó là cái điểm hạ gục rơi vào tay của các thành viên của Dragonic. Hơi đáng buồn khi mà Taeyun đang chưa có được một mạng nào trong ván đấu này, nhưng với con Baron ở phút thứ 23 họ hoàn toàn có thể đẩy cao lợi thế của mình cùng với việc là giãn cách về lượng tiền và họ chắc chắn họ sẽ ngắt được cái mạch rồng đến từ Brion mà thôi. Thậm chí là họ đang muốn lấy nhiều hơn, đó là một đường. Mundo của Hoya vẫn đang đẩy ở khu vực đường trên và đó là cú móc bỏ neo tốt đến từ vị trí của Delight. Anh ta lao thẳng và bị rút ra bởi nỗ lòng cương và đó là điểm hạ gục dành cho Fiosic. Mặc dù Delight đã có cú móc tốt nhưng không có follow up theo đến từ các thành viên của Brion và họ mất một người, thì đây khả năng sẽ là một đường dành cho Brion rất dễ dàng dành cho bên phía của Dragonic.
và họ vẫn đang tiếp tục không muốn dừng lại. Pausic là người đâm vào sâu hơn để ép lui được Hoya ra khỏi vòng giao tranh. Họ chuyển hướng qua khu vực đường giữa. Khi có thêm cả Tion tiến tới nữa thì tôi nghĩ rằng chỉ với ba người, Fred Brion sẽ phải bỏ cái trụ thứ ba của đường giữa này cùng với cái nhà lính. Mục tiêu của Brion bây giờ là làm thế nào để có thể tiến tới với con rồng thứ tư này mà thôi, sau khoảng thời gian từ 5 đến 6 phút đồng hồ tiếp theo. Và chỉ cần phòng ngự cho đến khi cái nhà lính này được hồi lại sau 5 phút nữa thì họ vẫn còn những cái hy vọng để có thể quay trở lại với ván đấu. Và thực ra đây là một ván đấu rất LCK khi cả hai đội tuyển thường xuyên chỉ kiểm soát những mục tiêu và bước vào những tình huống giao tranh chỉ khi có những mục tiêu lớn mà thôi. Và họ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 27, đó là con số 7.000 tiền. À, một con số cũng rất lớn ở phút thứ 26. Bóc một neo trúng đến từ Delay và có sự hỗ trợ phiếu xích, anh ta đá được Delay ra. Ngộ Lóc Cốc chỉ trúng một người thôi, ấn động bồ câu giờ. Đang chưa có người đến Kingen, anh ta ấn lồng đèn quay trở lại và Hoya đang là người gặp nguy hiểm. Tốc biến lên đến từ Kingen, anh ta đào sâu vào đội của đối phương và Delay lên bảng điểm số. Tiju là người có mạng phía bên này hết nào, gây khá nhiều sát thương nhưng anh ta dính giật bắn dính cả sóng âm và lên bảng điểm số mạng dành cho phiếu xích. Brion liên tục bắt người và Lava không thể làm gì trong pha này. Anh ta tiếp tục dính sóng âm, ấn động hồ câu giờ, nhưng quay trở lại đó thì bắn liên tục đến từ Taeyun. Và đó là double kill dành cho đi rừng của Dragonic. Taeyun vẫn đang muốn tấn công Hoya, nhưng có vẻ như mục tiêu ngay bây giờ của họ sẽ là kết thúc ván đấu này khi họ có được 3 điểm hạ gục. Amti cùng với Hoya sẽ không đủ sức để phòng ngự hai trụ bảo vệ nhà chính, cũng như là nhà chính của họ. Đây sẽ là ván đấu đầu tiên giành chiến thắng trước của Dragonic trước Brion. Họ vẫn cần thêm một trận thắng nữa để có thể có được chiến thắng đầu tay của mình.